sắp ngừng bước trên nẻo đường về quê cũ. Khói lam chiều bao phủ mái nhà tranh, lòng sao xuyến khi một mình qua xóm vắng. Mẹ ơi con nhớ tiếng vọng thưa, nhớ tiếng áo ồ của mẹ trong những đêm trăng rọi. Rồi buồn ơi nghe tiếng mưa đêm, khi bước chân đi lần trong cuộc trời đời ơi. Đời mà phải lấy Huy ơi, phải lấy em ơi. Khôn nguôi khi lần con đi trên phần nẻo đường, đừng buồn khi lúc tay còn trắng tay. Mãi mãi con nhớ nước ngoài, nhớ khi mẹ lo sớm chiều, nhớ nụ cười khi nắng đi. Đôi tay run run anh mắt dịu hiền, biết tìm lại chốn nín thở và nổi gai ốc. Con ơi, tụi con rất là nhẹ nhàng, rất là khoan thai. Tụi con không phải gồng mình, tụi con không phải làm gì hết. Phân câu rõ ràng, hát xong, hát, đá qua đây, hát, đá ngược đây, hát. Và nhiệm vụ nổi da gà để cho ban giám khảo. Thái nó gọi là ung dung tự tại, không phải cố gắng để nó gò vô chữ nào hết trơn rồi. Hai con hãy tự giới thiệu về bản thân mình đi. Con biết. Con xin chào 6 vị huấn luyện viên. Con tên là Nguyễn Ngọc Bảo Hân, năm nay con 12 tuổi. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chào Bảo Hân. Con tên là Lương Trương Quỳnh Anh,
Năm nay con 12 tuổi và con cũng đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Trời, chào con. Bảo Hân, con có một cái giọng rất là đặc biệt luôn. Và chú cảm nhận được cái sự thành thật ở trong cái giọng hát của con. Cho nên khi con chuyển tải cái bài Đèn Khuya này đó, thì nó chạm ngay trái tim của chú. Còn về con á, thì con có một cái giọng cao vút mà nó sáng, nó như là cái dao kéo vậy đó, mà nó chém thẳng vô trái tim người ta. Nói chung là hai con đã hớp hồn chú với cái bài Đèn Khuya này. Con làm rất rất tốt và chú cảm thấy rất là hãnh diện khi mà tuổi trẻ của Việt Nam mình vẫn còn biết trân trọng những ca khúc như thế này, vẫn còn có thể chuyển tải được ca khúc này một cách trọn vẹn như vậy. Cảm ơn hai con đã cho cô chú một cái tiết mục tuyệt vời như vậy. Cảm ơn con. Con ơi, đội của cô chú trong suốt thời gian dài, cô chú ngồi đồng, ăn nằm, ngủ về ở đây. Cô chú đang tìm kiếm một cái giọng lội như của con. Thì á, khi mà hai đứa xuất hiện, cái giọng hát thôi là Huy với cô Như là Chọn đi, muốn banh cái cần. Nhưng mà da gà nó nổi lên nhiều quá, phải đợi nó lặn xuống cô chú mới đúng gạt là được. Cái giọng hát của hai đứa con Thuyết phục cô chú rất nhiều. Và cô chú rất là hân hạnh nếu như mà hai con chấp thuận vào nhà của cô chú, để mà cô chú có dịp đồng hành với các con sâu và xa và hoành tráng hơn. Cảm ơn. Con ơi, hãy nghĩ đi, giọng hát tụi con như là một cái gì đó quá tuyệt vời rồi. Bây giờ nhiệm vụ của cô chú chỉ là làm cho nó lung linh, huyền ảo, hoàn hảo và hoành tá tràng hơn. Lựa chọn hay không cô không dám nói nhiều nữa, tùy tâm con nha. Vạn sự tại duyên. Thì bây giờ hai con hãy quyết định đi. Bây giờ mọi người mình cùng đếm 1, 2, 3 nha. Cho hai cháu quyết định. Dạ, đem đếm cho cặp huấn luyện viên mà tụi con. Giây phút này mệt lắm. Tôi đầu tiên quá. Về nha, chuẩn bị nha. 1 2 3 Chú Huy và cô Như. Sang lên Như cầu sang mà sao tính tình kỳ. Cảm ơn khán giả. Lịch lãm lắm, thấy không? Bớt nói cái người ta tin mình liền, thấy không? Vậy là lát nữa chị phải về là hát là không biết gì sao hôm nay tôi dùng đổi. Chiều dần buông, chiều dần.
rồi ngày con trở về đây một kia xanh cỏ một kia xanh cỏ lấp thân mẹ rồi lấp thân mẹ rồi còn đâu mẹ chờ sức khỏe.
nay ra bờ sông vắng, thấy con chuồng chuồng bay về, chuồng chuồng đưa tin báo mai này về chốn.
Trời ơi, con hai, sao mày về mày không nói tiếng mày hay vậy? Rồi có đói không, để vô tiếng chuẩn bị đồ ăn con ăn nha. Vậy mày đợi tía nghe, sớm sớm đi ra ruộng tí coi có gì tía mang về mình ăn bữa cơm gia đình con nghe. Con nhỏ này mày về không nói tao biết gì hết trơn. Đi vô đi con. Cô hai. Ủa tía, có chuyện gì vậy tía? Chị bay về rồi. Tụi bay vô coi cơm nước sao còn mấy cá khô rồi. Tía chuẩn bị chồng nấu cơm cho nó ăn. Nó về đây nó đói rồi, nó không có gì ăn nữa. Lẹ, nhanh lên. Tía vô tía chuẩn bị cơm nước nó ăn rồi đói. Ủa tía, chị hai gả về nhà chồng được 2 năm rồi mà tía. Đúng rồi tía, chị hai đâu có về đâu tía. Hai bay nông gì hả? Chắc tía nhớ nó, tía mơ thấy nó nữa rồi. Thôi, hai đứa ngủ tiếp đi. Tía ra coi có gì tía câu về cho trưa nay có đồ ăn ngon nghe. Nghe. Sớm mà tía. Vậy, lỡ đâu ta có hai đứa về điện sao? Ngủ đi, nghe. Tía ra coi thì sao? Ngày xa rời miền quê, mẹ dối theo nước mắt. Dòng cha xót và buồn đau, thương con khờ lạc bến ra xa. Hai đứng lặng mà đau thương cha, nước mắt tuôn trào. Bao nỗi buồn mênh mông, chỉ xa rời quê nghèo buồn ơi. Mình thương em, mình đừng có uống nữa. Giờ mình đi về ha, ngủ. Lấy rượu cho tôi uống đi. Không, mình giờ mình thương em á, ngày mai không uống nữa nghe mình ơi. Lấy rượu mà. Em cầm giày về cho mình ha, giờ em cõng mình về cho mình nha. Mai mình uống tiếp nha mình. Nói lấy rượu cho tôi uống mà. Cô làm sao vậy? Tôi cưới cô về làm vợ. Tôi kêu cái gì tôi cũng phải làm cho tôi chứ hả? Mà... Cô cãi tôi không? Cái gì vậy hả? Cái gì mà rần rần vậy hai đứa? Má coi con dâu nó kìa. Cô má con kêu lấy rượu cho con uống mà nó không lấy rượu cho sao con là sao? Má đang tịnh tâm mà hai đứa rần rần vậy sao má tịnh tâm được con? Con má tôi cho cô lên bờ xuống ruộng luôn đó. Thôi. Nhậu tiếp nha. Cái thằng vợ thằng hai. Dạ má. Dạ hả mày? Sao vậy con? Má có tiền mà. Má có tiền thì con má có quyền ăn nhậu con à. Tiền của má nó nhậu cả đời còn không hết được mà con. Còn đỡ hơn cái dòng của cha bay nha. Nghèo khổ mà không đi mừng ăn, rồi mắc nợ, rồi sao? Bán con gái đi về làm dâu nhà người ta. Ê cha, mà má nói ai vậy ta? Má dạy con gì cũng đúng hết má. Con nghe hết. Má ơi, mai mốt á, con không dám nói chồng con nữa. Con không dám là, không dám gây gỗ với chồng con nữa. Con cũng không dám cãi má. Má ơi, con
con về làm dâu cho má được 2 năm rồi. 2 năm trời con chưa được gặp tía con với hai đứa em á. Không ấy cái ngày mai á, sáng sớm á, cái má cho con về cái chưa con quay trở lên lại á má ha. Ê chàng ơi, vậy chứ má nhớ hình như đâu đó có người cũng về làm dâu 2 năm mà chưa có sinh quý tử. Sao vậy con? Ê chà, bởi người ta nói mà, cây độc không trái, gái độc không con là vậy. Mà con gái nhờ đức cha, cha bay bậy quá hèn chi. Thôi ráng nha con. Đứng ra làm cái gì nữa? Vô lo mụn bệnh cho chồng mày ngủ kìa. Dạ. Ngày xa rời miền quê, mẹ dõi theo nước mắt đôi dòng. Cha xót dạ buồn đau, thương con khờ lạc bơ. Trời miền quê mà bấy lâu sao vẫn chưa về. Cha sống già buồn trong nơi quê nghèo mẹ thương nhớ mong. Nơi xưa là miền xa em ơi, hãy nhớ quê nhà, thương nhớ từng bờ đê. Hai ơi mau trở lại. Vô ăn với tía. Thằng Út, qua đây. Con ba vô đây. Ngồi, trời ơi, ngồi ăn bữa cơm. Trời ơi, tía biết hôm nay nói gì rồi mà. Con hai, ngồi với tía. Hai đứa là sao vậy? Gặp chị hai không chào đi. Rồi, trời ơi, múc cơm cho chị hai bay ăn nữa nè. Vợ con hai lâu rồi mới về. Thằng Út, mày nhìn cái gì? Mày chết chị ông, mày múc cho chị hai mày ăn kìa. Con hai, trời ơi, chị xin lỗi con nha. Hôm nay tía không có biết con về sớm, tía đi mừng đồ ăn nó ít quá. Để chút tía vô tía nấu thêm mâm cơm cho con ăn nha. Tía! Đâu có chị ai đâu tía! Thương cho chị hai phận thuyền quyên con gái, đổ bến qua sông biết đục hay lành. Nhớ tía với hai em lắm tía ơi. Con ơi, tía xin lỗi con. Tía.
ấm mây núi mênh mông, ngày nắng cháy đêm giá lạnh đầy rừng mà sương khuya bóng tối quân thù trước mặt nặng tình non sông anh dân tròn tuổi đời trong say